cao Việt Nam phù hợp. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng không không ca bài quốc ca Việt Nam. Để cùng dân ơi đứng lên đáp lời dân. Giờ phút này đúng ra là thiếu tá Quốc Anh sẽ là người tuyên bố lý do của cuộc biểu tình ngày hôm nay, nhưng đặc biệt thiếu tá Quốc Anh ngày hôm nay vì một lý do về vấn đề an ninh nên phải trực, nên thiếu tá có nhờ tôi sẽ phát biểu cái lý do của cuộc biểu tình ngày hôm nay. Thưa ông chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Trung tâm Bộ Cận, kính thưa toàn thể quý hội đoàn, quý đồng hương, ngày hôm nay 19 tháng 1, ngày đánh dấu 40 năm Trung Cộng đã dùng vũ lực để xâm chiếm Hoàng Sa của chúng ta. Mặc dù vào thời điểm tháng 1 năm 1974, Việt Nam Cộng Hòa đã gặp trước những trở ngại, những khó khăn vì sự phản bội của đồng minh. Thế nhưng quân lực Việt Nam Cộng Hòa không lùi bước trước sự xâm lăng của kẻ thù phương Bắc. Và vì vậy, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã được lệnh ra để bảo vệ hải đảo của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Dù rằng lực lượng của chúng ta so với lực lượng của Trung Cộng yếu hơn, thua hơn, thế nhưng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt Hải quân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu và bắn chìm xoáy hàm của Trung Cộng. Và thưa quý đồng hương, hàm trưởng Bùi Văn Thà, hàm trưởng HQ-1 đã cùng với chiến hàm nằm lại trên bờ biển của đảo Hoàng Sa cùng với những chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một dấu tích ngàn đời để xác định Hoàng Sa là của Việt Nam, Hoàng Sa muôn đời là của dân tộc Việt Nam. Không một quốc gia nào, không một thế lực nào có thể chiếm lãnh. Ngày nào hôm nay, với hoàn cảnh hiện giờ, tạm thời, Trung Cộng, China get out Việt Nam! Oh, oh, oh! China get out Việt Nam! Boycott China! Down with China! Down, down, down! Down with China! Trường Sa là máu của ta, Hoàng Sa là thịt của ta, đất nước ta là xương là máu ông cha để lại. Quân Bành Trương đừng mong xâm lấn, kia còn bao mồ chôn quân Tống. Hỏi quân thù còn nhớ hay không? Việt Nam nói giống Lạc Long, cùng nhau thề nguyện đồng tâm, quyết đứng lên dựng xây tổ quốc thân yêu trường tồn. Không để đất vào tay quân cướp, dân tộc ta bùng lên anh dũng, sống oai hùng, sống kiên cường đòi lại biển Đông. Vâng, thưa quý vị, Hưng Yên đang có mặt ngay ở trong lòng của cuộc biểu tình mà cộng đồng người Việt quốc gia Houston cùng với một số tổ chức đấu tranh và nhiều đồng hương đã tổ chức một cuộc biểu tình đúng ngày hôm nay là ngày 19 tháng Giêng năm 2014, tức là 40 năm kể từ ngày Hải quân của Trung Cộng xua quân cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, và đã có 74
chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình để bảo vệ từng lãnh hải và từng tất biển của dân tộc. Và kính thưa quý vị, thiếu tá Nguyễn Văn Thà cũng đã hy sinh. Và hôm nay 74 người lính Việt Nam Cộng Hòa đã được trở về đây để cùng đồng hương chúng ta tôn vinh, tưởng niệm và kêu gọi phản đối Trung Cộng đã cưỡng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa cũng như Biển Đông. Kính thưa quý vị, không khí biểu tình rất là mạnh mẽ. Và bây giờ chúng tôi thấy có giáo sư Mai Thanh Triết là người mà tham gia nhiều những cái việc về Bolshevik cũng như là chống lại những cái hoạt động của Trung Cộng tại Việt Nam. Thì trước hết ông cho biết cảm tưởng của ông tham gia cuộc biểu tình ngày hôm nay như thế nào ạ? Dạ thưa anh, thưa quý bà con, hôm nay chúng tôi có mặt ở đây trong mặc dù cái số lượng tham gia biểu tình rất ít nhưng mà không nói lên được cái căn cước tị nạn của người Việt tị nạn. Nhưng mà nơi đây đối với biểu tình trước ngày 19 tháng 1 năm 1974, tinh thần Nguyễn Văn Thà và tinh thần của 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong lúc đó đối lại cái tinh thần thái thú biết nói tiếng Việt của Cộng sản Bắc Việt. Họ một tuần lễ trước họ đã cho phép tỉnh Đồng Nai, tỉnh Long An và Đà Nẵng để chuẩn bị khai thương để xả cái súp bắp lo sợ để cho người dân bớt đau khổ. Nhưng sự thật và ngay ngày hôm nay, nghĩa là đối bên Việt Nam ngày hôm qua, họ hoàn toàn họ cấm kỵ tất cả những cái tổ chức để ủng hộ cái ngày Hoàng Sa. Do đó chúng ta không bao giờ đem cái tinh thần Hoàng Sa vào cái vận nước chung Cộng sản Việt Nam. Họ chỉ lo cho cái lợi ích cá nhân của các đảng của họ. Họ chính là những người thái thú Tàu biết nói tiếng Việt. Do đó chúng ta một lần nữa xin nhớ rằng cái căn cước tị nạn của người Việt Nam vẫn còn ở đây và không bao giờ có sự đối thoại với Cộng sản Việt Nam hiện tại. Một câu hỏi nhỏ nữa thưa ông. Kính thưa quý vị, thì Hoàng Sa đã mất trắng rồi. Như vậy thì ông có hy vọng gì một ngày nào đó Hoàng Sa trở về Việt Nam được không ạ? Luôn luôn chúng cá nhân chúng tôi hy vọng. Chúng tôi hy vọng sang năm chúng ta sẽ về tại Sài Gòn. Chắc chắn rằng trên cái lịch sử thế giới và trên cái bản đảo thì Hoàng Sa thuộc về Việt Nam. Và khi đất nước chúng ta trở lại thanh bình thì với cái công ước công pháp quốc tế, Trung Cộng không thể nào phủ nhận và bắt buộc phải trả Hoàng Sa và Trường Sa lại cho Việt Nam. Làm sao lấy được ạ? Đó, chúng ta có tòa án quốc tế. Một khi những người thái thú Cộng sản biết nói, thái thú của Trung Cộng biết nói tiếng Việt đi ra khỏi đất nước chúng ta, trở về cái độc lập tự do dân chủ, chắc chắn chúng ta sẽ kiện Cộng sản và trên cái tòa án quốc tế. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Mai Thanh Triết. Kính thưa quý vị, chúng tôi thấy rằng là cuộc biểu tình đang số lượng không có đông lắm, nhưng mà chúng tôi thấy có đầy đủ nhiều thành phần, trong đó có cả các vị cựu quân nhân, có hội đồng liên tôn, có một số thành viên trong hội đồng đại diện cộng đồng mới mà chúng tôi thấy có luật sư Phan Quốc Cường. Thì bây giờ chúng tôi mời quý vị để cùng chúng tôi để ghi nhận thêm một vài chia sẻ của một số quý vị đồng hương tham gia cuộc biểu tình. Chúng tôi thấy có một vị cựu quân nhân đang cầm cờ. Chúng tôi muốn hỏi một vị cựu quân nhân. Trước hết xin chào chú ạ. Chú cho biết tên được không thưa chú? Chú tên Văn Hữu Im. Chú Văn Im. Thưa chú cầm cờ giơ cao như vậy. Chú có cảm tưởng thế nào khi mà tham gia cuộc biểu tình ngày hôm nay? Những ngày này là không bao giờ quên được, dù ở đâu nữa cũng không quên. Thì ta kêu gọi tất cả tuổi trẻ anh em, từ lớn tới nhỏ, từ trong nước cho tới ngoài nước, tất cả trên thế giới, tất cả những đồng bào mà đi tị nạn Cộng sản phải góp công góp sức để nhớ lại những ngày kỷ niệm này. Đau thương, tất cả những người đau thương là coi như không phải là quân nhân không, luôn cả đồng bào mình nữa. Đó, đi vượt biên vượt biển để chết dưới biển hàng ngàn, hàng trăm người, chứ không phải là không có. Cộng sản vô thần nó không có mà tha thứ ai, cha nó còn gài cổ. Thì đồng bào mình đừng có nghĩ gì mà nó thương mình hay là nó giúp gì mình đâu. Cảm ơn chú Im rất là nhiều. Kính thưa quý vị, chúng tôi thấy nhiều đồng hương chúng ta mang nhiều những biểu bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Chúng tôi thấy đằng kia, quý vị thấy là biểu bản rất là lớn, ghi rằng là Trung Cộng lập tức chấm dứt hành động cưỡng chiếm lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam. Cũng như là câu nói rất là mạnh là Trung Cộng cút khỏi lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam. Kính thưa quý vị, những biểu bản đó chính là những tinh thần mà đấu tranh vì lãnh hải, vì những tất đất cha ông đã để lại mà đồng hương chúng ta đã miệt mài trường kỳ đấu tranh
trong nhiều cái phương thức khác nhau, từ cuộc biểu tình cho đến là những cái buổi vận động trong Quốc hội của Hoa Kỳ mà chúng tôi biết gần tới đây tháng 3 này thì một số cá nhân tổ chức cũng đến vận động để mà đòi cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Và trong nước, quý vị, ngày hôm nay ngày 19 tháng Giêng thì chúng tôi thấy là nhóm No You, cái tên là No You, cũng đã tổ chức tưởng niệm và biểu tình ngay trước tượng đài Lý Thái Tổ tại Hà Nội. Và chúng tôi được ghi nhận là thành phố Đà Nẵng cũng đã cho lập tức là hủy bỏ cái chương trình văn nghệ để mà tưởng niệm trận chiến Hoàng Sa, để mà vuốt giận cũng như là làm dịu đi cái sự căng thẳng của đồng hương phẫn uất trước cái Trung Cộng xâm chiếm và sự nhu nhược của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Thì bây giờ thì chúng tôi thấy không khí của biểu tình tuy số lượng không tham gia không đông lắm nhưng mà không khí rất là mạnh mẽ. Thì hôm nay chú cảm nhận như thế nào ? Không khí biểu tình như làm sao ? Không khí biểu tình thì rất là sôi động, bởi vì ở trong cái tinh thần của người Việt, tức là chống quân xâm lược Tàu Cộng. Thì tôi thấy rằng tất cả những người Việt Nam của chúng ta nó biểu hiện được cái lòng tôn kính và đất nước và muốn đuổi quân xâm lược ra khỏi đất nước của chúng ta. Chú nói gì với Cộng sản Việt Nam thưa chú? Với Cộng sản Việt Nam thì những người Cộng sản đó đã bắn đất nước cho Tàu và đã phản lại cái quyền lợi thiêng liêng của dân tộc, tức là về dân chủ và nhân quyền của dân tộc. Cộng sản Việt Nam là tội đồ của dân tộc. Cảm ơn thưa chú. Kính thưa quý vị, chúng ta thấy đằng kia có một số đồng hương chúng ta đã đứng xếp hàng dài. Chúng tôi thấy có nhiều chủ quý đồng hương cũng tham gia, mặc dù là trời cũng không phải là quá nóng quá lạnh nhưng mà thời tiết rất là thuận lợi để cho ban tổ chức một cuộc biểu tình. Và chúng tôi thấy các ban tổ chức đang hát những bài nhạc đấu tranh. Bây giờ chúng tôi mời quý vị đi đến để chúng tôi phỏng vấn thêm một số thành viên trong ban tổ chức, và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi những hình ảnh chi tiết sau đây. Thưa ông, cho biết ý nghĩa của ngày tổ chức ngày hôm nay, năm nào cũng tổ chức chống Trung Cộng, cũng tổ chức chống Cộng sản Việt Nam, biểu tình nó trở nên một sinh hoạt chính trị rất là quen thuộc của cộng đồng người Việt tại thành phố Houston, nhưng năm nay lần này thì có ý nghĩa gì khác không ạ? Vâng, thưa anh và thưa quý đồng hương, năm 2014 này nó mang một ý nghĩa là từ trong nước tới ngoài nước đều kết hợp trong một cái trận chiến đấu tranh để xác định cái chủ quyền của Hoàng Sa là của Việt Nam. Đây là một cái cuộc đấu tranh mà chúng ta biết rằng chúng ta gặp rất nhiều những cái khó khăn. Những khó khăn đó nó đến từ những cái tay sai của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và vì vậy, ngày 19 tháng 1 năm nay ở trong nước, đồng bào chúng ta đã bị đàn áp bởi tay sai của nhà nước Trung Cộng là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và vì vậy, cộng đồng người Việt chúng ta ở khắp nơi Nam Châu thay thế đồng bào chúng ta ở khắp nơi để nói lên tiếng nói rằng năm 1974, ngày 19 tháng 1, Trung Cộng đã dùng vũ lực để xâm chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, và toàn thể người dân Việt Nam trong và ngoài nước không bao giờ chấp nhận sự xâm lăng này và xác quyết rằng Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam ngày hôm nay có thể chúng ta chưa lấy lại được lãnh thổ. Thế nhưng cái sự xác quyết đó nó xác định một cái lập trường rõ ràng: từ ngàn xưa đất nước này là của dân tộc Việt Nam, Hoàng Sa là của dân tộc Việt Nam, thì ở Trung Cộng không có lý do gì mà có thể chiếm lãnh cái lãnh thổ đó, và Trung Cộng cũng như Cộng sản Trung Hoa sẽ phải lùi bước trước những cái sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cái được lại là chúng ta phải kiên trì đấu tranh cho đến thắng lợi cuối cùng. Một cái điều mà tinh thần đấu tranh thì chúng tôi ghi nhận đồng hương chúng ta không bao giờ bỏ cuộc, nhưng mà Trung Cộng mạnh như thế thì làm sao lấy được ? Trong quá khứ, cái giặc phương Bắc đó cũng có những cái lúc rất là mạnh mẽ, họ đã xâm lăng cả một nửa Âu Châu. Nhưng mà khi mà tới đất nước Việt Nam, ba lần thì đại bại. Và biết bao nhiêu trận chiến mà giặc phương Bắc đã đại bại trước cái sự kiên cường của dân tộc Việt Nam. Và chúng tôi tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không ngoại lệ khi mà xâm chiếm lãnh thổ của Việt Nam của chúng ta.
Cảm ơn ông Đặng Quốc Việt. Kính thưa quý vị, tiếp nối cái ý của ông Đặng Quốc Việt thì chúng tôi nghĩ rằng là quý vị thấy quân Mông Cổ mà Đức Thánh Trần Hưng Đạo đã ba lần diệt quân Mông Cổ, đã là một cái đội quân hùng mạnh mà chiếm lĩnh gần nửa châu Âu, mà đến cũng phải là rút lui về Việt Nam và chui vào ống cống để mà rút về nước. Kính thưa quý vị, đó là vì sao? Bởi vì cái tinh thần dân tộc và cái sự mạnh mẽ kết hợp giữa những cái tinh thần dân tộc của những người lãnh đạo những thời kỳ vua, thời chế độ Trần, đã có được cái một cái phương án để mà đúc kết lại, để mà ghi nhận lại, để mà hội tụ lại cái sức mạnh của dân tộc để chiến thắng kẻ thù. Và đó là cái niềm vui và niềm hy vọng rất là mạnh mẽ để một ngày nào đó chúng ta có thể lấy lại Hoàng Sa. Chúng tôi thấy có ông đại tá, cựu đại tá Nguyễn Văn Nam cũng tham gia cuộc biểu tình ngày hôm nay. Thưa ông, cho biết cảm tưởng của ông tham gia cuộc biểu tình ngày hôm nay như thế nào ạ? Cuộc biểu tình này là rất tốt. Tôi thấy cuộc hôm nay là đúng là cái ngày 19 tháng Giêng của 40 năm trước, là cái ngày này xảy ra cuộc chiến hồi đó. Mình nói đây nói cái kỷ niệm rất tốt, nhưng mà có cái điều chúng tôi muốn nói, trong chốc lát tôi sắp biểu đây, chúng ta phải có hành động, và hành động như thế nào tôi sẽ nói qua. Nhưng mà cái điều này, kính thưa quý vị, 40 năm về trước là cái sự kiện lúc đó, thì ông nhớ lại cái lúc đó như thế nào, và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã có những biểu hiện như thế nào khi mà Hoàng Sa đã thuộc trọn vào Trung Quốc, lúc đó ra sao ạ? Nếu nói cho đó thì chắc là đài cũng biết, năm 1958 ông Phạm Văn Đồng, ông chỉ Hoàng Sa Trường Sa đó, ông nói đó là thành phần thuộc về cái lãnh hải của Trung Cộng, ông giang, ông chỉ như vậy. Thành ra từ giữa vào đó thì đến năm 1974 thì cái tình hình cũng như chính mùng rồi, họ phải tấn công để họ lấy, thì họ biết họ tấn công, quân lực Việt Nam Cộng Hòa Hải quân biết sẽ thua vì cái lực lượng nó quá nhiều, nhưng họ cũng can đảm để nhận và chấp nhận chết 74 người ở trên đó và mất đó. Đó là một cái kỷ niệm rất là quan trọng và thấy rõ rằng cuộc xâm lăng của Cộng sản Trung Cộng đã có mong từ bao nhiêu ngàn năm trước rồi và vẫn tiếp tục mãi mãi, và đến giờ phút này họ cũng còn muốn chiếm luôn cả quốc gia, cả nước Việt Nam, chứ không riêng Hoàng Sa Trường Sa không. Đó là việc làm. Thành thử tôi nói đây là cái việc này mình 40 năm nay rồi, họ cho là mình không làm gì được họ, nhưng mà thời gian sẽ thay đổi. Tôi nghĩ rằng trong vòng năm nay sẽ có sự biến cố lớn, và những việc mà chúng ta, thứ nhất, Hoàng Sa Trường Sa phải lấy lại bằng một cách. Cảm ơn cựu đại tá Nguyễn Văn Nam. Ta như đường dân chẳng làm có bao lần, đường dài một ngàn chỉ một chân người băng ba, lê sau bàn chân ngóng xiềng màu thời xa xôi. Đôi mắt ta được sáng theo nhịp kiếm kêu hàng vàng, ta buồn xin kêu vang dậy trước mặt mọi người. Nụ cười muôn đời là một nụ cười công tươi, nụ cười xa vời, nụ cười của lòng hôn xuôi. Bước đi ta thẳng tới cũng xiềng vào mặt nhân gian. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đang đứng ngay là gọi là chỗ vị trí của ban tổ chức, và đang rất là mạnh mẽ để hát những bài hát đấu tranh và dương cờ vàng ba sọc đỏ và những biểu ngữ biểu bản đòi hỏi Trung Cộng cút khỏi lãnh hải lãnh thổ của Việt Nam. Kính thưa quý vị, chúng tôi thấy có một số thành viên trong hội đồng đại diện cộng đồng. Chúng tôi thấy có luật sư Sang Đình Phan Cường, thì mời anh ra ngồi chỗ này để chúng tôi ghi nhận và chia sẻ của anh. Trước hết thì anh tham gia lần này cảm tưởng của anh như thế nào ạ? Quốc Cường tham gia ngày hôm nay để lấy tỏ lòng tri ân 74 chiến sĩ hải quân đã vì nước hy sinh bảo vệ cho cái chính nghĩa chủ quyền của đất nước, trong một cái khung cảnh lịch sử mà họ biết chắc rằng là sự hy sinh của họ khó có khả năng lật ngược tình thế, nhưng mà họ vẫn hy sinh chấp nhận cái nhiệm vụ của họ, và cái tinh thần hy sinh của họ nó khiến cho cái chính nghĩa của chúng ta sáng ngời. Cho dù đất của chúng ta mất đi, cho dù hiện giờ đất nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam nhu nhược không có khả năng bảo vệ lãnh thổ,
nhưng mà cái lòng yêu nước của người dân nó có thể tiếp tục, cái ngọn lửa trong tim nó vẫn có thể tiếp tục trong thế hệ thanh niên Việt Nam ngày hôm nay, tại Việt Nam cũng như là trên nước Mỹ và toàn khắp nơi trên thế giới. Nó sở dĩ nó có là bởi vì chúng ta nhìn vào lịch sử luôn thấy những cái gương hy sinh như vậy, luôn thấy một cái tinh thần mạnh mẽ như vậy. Thành ra ngày hôm nay thì vinh dự được mang gia đình cũng như sát cánh với quý vị đồng hương để mà nói lên cái tiếng nói chính nghĩa bảo vệ chủ quyền đất nước. Và cho dù ngày hôm nay chúng ta chưa có cơ hội nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp tục đấu tranh bởi vì đất nước của chúng ta và bởi vì cái chính nghĩa của chúng ta vẫn phải tiếp tục cái công việc mà chưa trọn, cái hành trình chưa có đi hết. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Phan Cường với những lời chia sẻ. Bây giờ luật sư Phan Cường là một người dân Houston thì nói gì với Trung Cộng nè? Trung Quốc là một quốc gia lớn, nhưng mà để có thể chứng tỏ là một quốc gia lớn thì họ phải có những cái lý tưởng, những cái giá trị căn bản. Họ phải theo đúng công pháp quốc tế, phải đối xử với quốc gia khác đối một cái sự kính trọng, đúng theo công pháp quốc tế cũng như là tình hòa hiếu giữa các quốc gia với nhau. Nếu mà Trung Quốc cứ cư xử theo kiểu dùng cái sức mạnh của một đất nước bạo quyền thì đó không phải là thế của một đất nước lớn và đó không phải là cái chính nghĩa của một quốc gia mà có thể ngẩng mặt nhìn cao đầu nhìn toàn thế giới. Thành ra Việt Nam tuy là một đất quốc gia nhỏ nhưng mà cái tinh thần vì tự do, độc lập, chủ quyền đã luôn sáng ngời trong suốt gần 5.000 năm lịch sử của Việt Nam. Thành ra tinh thần đó không dễ dàng bị dập tắt bởi vì việc mất đi một hai cụm hòn đảo. Và ngày hôm nay thì người Việt Nam có mặt khắp nơi trên toàn thế giới và chúng tôi đang trở thành một cái lực lượng mới tại những quốc gia trên toàn thế giới, thì dĩ nhiên sẽ là luôn sát cánh cùng với dân tộc Việt Nam cũng như là dân tộc các quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á để mà bảo vệ chủ quyền của quốc gia mình, chống lại cái sự xâm lấn lãnh thổ, bạo quyền, bành trướng của Trung Quốc. Là một người đứng đầu của hội đồng đại diện cộng đồng, anh nói gì với những bạn trẻ tại thành phố Houston cũng như hải ngoại, làm gì để mà góp phần vào để mà bảo toàn lãnh thổ của quê hương Việt Nam? Cuộc đấu tranh, cái sự hy sinh của 74 chiến sĩ ngày xưa và cái sự đấu tranh của cả dân tộc Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong suốt lịch sử của dân tộc chúng ta sẽ luôn tiếp diễn. Và cái điều đó nó đòi hỏi cái sự hiểu biết, đi gần, luôn hiểu biết lịch sử của mọi thế hệ, nhất là thế hệ trẻ chúng ta. Cộng đồng người Việt quốc gia Houston có may mắn là một cộng đồng lớn, mạnh, có dân số đông và ở một cái vị trí chiến lược rất là quan trọng về mặt kinh tế cũng như ngoại giao so với Trung Cộng và Việt Nam. Và chúng ta có đang dần hình thành nên một cái thế mà chúng ta có tiếng nói chính trị, chúng ta có tiếng nói xã hội, chúng ta có tiếng nói kinh tế. Cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, cần quan tâm hơn đến sinh hoạt cộng đồng và quan tâm hơn đến hiện tình Việt Nam. Có như vậy thì tương lai dân tộc và cái thế đứng của dân tộc Việt Nam trong lịch sử nhân loại mới có thể càng ngày càng được xiển dương và phát triển. Vâng, cảm ơn luật sư San Đình là chủ tịch cộng đồng. Vâng, thưa quý vị, thì chúng tôi thấy trong cuộc biểu tình có nhiều những lứa tuổi, các bạn trẻ trung niên và các chú cao niên cũng có. Chúng ta thấy có một bạn trẻ đang cầm cờ vàng ba sọc đỏ, tuổi rất là trẻ tham gia cuộc biểu tình. Trước hết thì xin chào bạn, bạn cho biết tên được không ạ? Em tên là Lưu Đức Duy. Duy, lý do tại sao Duy tham gia cuộc biểu tình ngày hôm nay? Nghe nói 40 năm trước là Tàu bắn một cái chiếc tàu xuống rồi nhiều người Việt Nam chết vậy đó, nên em thì tới lại support Việt Nam. Chị nói gì với các bạn trẻ tại đây, tại Houston cũng như các bạn trẻ ở trong nước Việt Nam, cái tâm tình gì mà muốn chia sẻ với họ? Ok, em thì nói tiếng Việt cũng không rành nhiều nên xin nói tiếng Mỹ được không? Được, yeah. I hope that all the young Vietnamese people here learn more about the history and be more aware of it so that they can support Vietnam as well. And then also the young people back in Vietnam will also not be afraid to stand up for their country and their culture. Cảm ơn Duy. Duy nói rằng là Duy nói với các bạn trẻ tại việc thành phố Houston rằng là phải cố gắng học hỏi lịch sử và tự hào cũng như là giúp đỡ, hỗ trợ cho những người trong nước để mà mạnh mẽ đứng lên cho cái văn hóa cũng như là với cái lãnh thổ dân tộc Việt Nam. Cảm ơn Duy đã tham gia phỏng vấn và kính thưa quý vị, bây giờ thì kính mời quý vị tiếp tục theo dõi một số hình ảnh chi tiết của cuộc biểu tình này. Chính trị tại Houston. Kính thưa toàn thể quý vị,
40 năm trước đây, 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh chính mạng sống mình để bảo vệ cho đất nước tự do, không bị giặc cộng phương Bắc chiếm đoạt. 74 chiến sĩ đó là những dòng máu đổ ra để giữ vững những cột trụ Việt Nam trên biển đảo Việt Nam, trên hòn đảo Việt Nam. Ngày hôm nay, 40 năm sau, cộng đồng người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ này vẫn ghi nhớ công ơn của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình trên biển cả để bảo vệ hải đảo Việt Nam. Ngày hôm nay, những đồng bào con dân Việt Nam tại Houston này vẫn còn luôn ghi nhớ rằng dù hình thức nào, đất nước Việt Nam cũng vẫn thuộc về người Việt Nam. Hơn 4.000 năm văn hiến của nước Việt Nam luôn luôn chống giặc phương Bắc, luôn luôn đưa hết tất cả những máu huyết ra để bảo vệ tổ quốc và lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam. Có lẽ rằng là khi mà đất nước của chúng ta bị quân thù xâm lược thì mỗi cái tâm của mỗi con người đều trỗi dậy cái tinh thần yêu nước cao cả hơn bao giờ hết. Và kính thưa quý vị, nhiều biểu bảng bằng tiếng Anh, tiếng Việt và lá cờ vàng ba sọc đỏ đã dương cao thể hiện khí thế của người dân Việt Nam. Mặc dù bây giờ chế độ đất nước Việt Nam bởi chế độ Cộng sản Việt Nam cai trị, nhưng người Việt Nam chúng ta tất cả mọi nơi đều hướng tới quê hương, nơi đó lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam đang bị Trung Cộng đe dọa, cưỡng chiếm. Và kính thưa quý vị, và chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam, nhiều đồng hương của chúng ta đã tổ chức những cuộc tuần hành, biểu tình, tưởng niệm 74 chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua cũng đã có những động thái để xoa dịu sự phẫn uất của người dân khi mà đã cho một số những cơ quan truyền thông nhà nước ca ngợi những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ lãnh hải một cách chính thức. Và kính thưa quý vị, trong không khí đó, chúng tôi tường trình quý vị những hình ảnh biểu tình này để một lần nữa toàn ban biên tập gửi đến tất cả quý đồng hương, tất cả quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có 74 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa cùng với thiếu tá Ngụy Văn Thà đã hy sinh, và máu, thân xác của họ nằm xuống hải đảo Hoàng Sa vô cùng quan trọng, có ý nghĩa thật sự quan trọng và thiêng liêng để chứng minh Hoàng Sa là của Việt Nam, máu của người dân Việt Nam, máu của lính Việt Nam Cộng Hòa đã đổ xuống Biển Đông để giữ gìn Biển Đông là lãnh hải của tổ tiên để lại. Hưng Yên tường trình tại thành phố Houston trước Tổng lãnh sự quán của Trung Cộng tại thành phố Houston. China, get out Việt Nam! Oh, oh, oh! China, get out Việt Nam! Boycott China! No, with China! No, no, no! No, with China! No!